triển và hội nhập của đất nước, của nền kinh tế, thị trường chứng khoán đang có vai trò ngày càng quan trọng. Ngoài chức năng huy động vốn giúp tăng trưởng kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thị trường chứng khoán còn đem đến môi trường đầu tư hấp dẫn với các cơ hội phong phú, đồng thời cũng góp phần quan trọng cho quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Thị trường chứng khoán trong những năm qua đã thúc đẩy mạnh mẽ chính sách của nhà nước về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn đầu tư của nhà nước, mang đến cho nhà đầu tư nhiều hàng hóa chất lượng, biết tới nhiều hơn các thương hiệu mạnh của quốc gia. Thị trường chứng khoán còn được ví như hàn thử biểu phản ánh tình trạng sức khỏe của nền kinh tế, là thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, từ đó tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng phát triển bền vững. Trên con đường phát triển, SSH luôn xác định được trách nhiệm của một công ty chứng khoán trong việc góp phần thúc đẩy quá trình phát triển của thị trường vốn nói riêng và của nền kinh tế nói chung. Điều đó được thể hiện bằng các mục tiêu. Thứ nhất, SSH tham gia tích cực vào quá trình cơ cấu nền kinh tế và cấu trúc lại các doanh nghiệp nhà nước theo đúng chủ trương của chính phủ và phù hợp với thị trường chứng khoán. Thứ hai, song song với đó, với tư cách là một thành viên thị trường tích cực, chúng tôi luôn cùng các cơ quan quản lý nhà nước và khách hàng hướng tới xây dựng và hoàn thiện một thị trường chứng khoán hoạt động minh bạch và hiệu quả. Tham gia vào quá trình đó, không ai khác chính là các công ty chứng khoán với vai trò cầu nối trung gian, nhà tư vấn tài chính chuyên nghiệp, kết nối doanh nghiệp với nguồn vốn trên thị trường chứng khoán, với đối tác, với khách hàng. Vì vậy, ngay từ khi thành lập, SHS đã xác định sứ mệnh của mình không thể tách rời khỏi vai trò và nhiệm vụ chung của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế của đất nước. Với định hướng đó, những cơ hội mà SHS nắm được đã được biến thành những giá trị lớn cho chính SHS cũng như đối tác, khách hàng tin tưởng đồng hành. Khởi đầu với vốn điều lệ 350 tỷ đồng, đến nay SHS đã mở rộng quy mô về vốn lên tới 1.000 tỷ đồng. Phạm vi hoạt động của SHS trên toàn quốc thông qua sự điều hành của hội sở SHS đặt tại số 1 XQ Hà Nội, chi nhánh Đà Nẵng, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và các phòng giao dịch, văn phòng đại diện đặt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong mọi hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp hay môi giới chứng khoán, SHS chủ trương không cạnh tranh thu hút khách hàng bằng phí dịch vụ mà tập trung vào chất lượng dịch vụ, tạo ra giá trị gia tăng và hiệu quả thực sự cho đối tác và khách hàng. Đặc biệt, đối với hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp và bảo lãnh phát hành, chủ trương này được SHS thực hiện xuyên suốt trong nhiều năm. Như chúng ta đã biết, nền kinh tế đang ở giai đoạn chuyển mình với định hướng tái cơ cấu quyết liệt, trong đó tập trung vào khu vực kinh tế nhà nước. Thị trường chứng khoán đã và đang hỗ trợ chương trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, thu hút vốn đầu tư nước ngoài hiệu quả. Hơn 250.000 tỷ đồng huy động qua cổ phần hóa, thoái vốn đến năm 2020 để đầu tư xây dựng hạ tầng không phải là con số quá tham vọng. Thậm chí, thị trường chứng khoán có thể là đòn bẩy gia tăng số tiền trên lớn hơn nếu có sự tham gia tích cực của mỗi thành viên liên quan. Trong đó, có hoạt động tư vấn tích cực và nhiệt tâm của các công ty chứng khoán như SHS. SHS có hai ưu thế nổi bật trong lĩnh vực tư vấn. Trước hết là đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao. Và chúng tôi còn tự hào bởi lòng yêu nghề, sự tận tâm, nhiệt huyết, luôn đảm bảo phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, SHS còn có ưu thế về sự đa dạng sản phẩm. Các sản phẩm tư vấn của SHS không đơn thuần chỉ dừng lại ở hồ sơ, thủ tục, mà đội ngũ tư vấn đã tiếp cận và tham gia sâu vào các thương vụ để đưa ra các giải pháp toàn diện và tổng thể cho doanh nghiệp. Từ tư vấn xây dựng phương án, cách thức tổ chức thực hiện, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, tìm kiếm đối tác chiến lược cho tới tư vấn cổ phần hóa niêm yết. Đi đầu trong hoạt động tư vấn của SHS là mảng tư vấn IPO và tư vấn thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước. Ngay từ thời kỳ đầu, ban lãnh đạo SHS đã coi đây là mảng hoạt động chiến lược của công ty. Cùng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên, SHS đã thiết lập được mạng lưới khách hàng rộng lớn từ Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho đến các ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố như Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, v.v. Danh sách các đối tác sử dụng dịch vụ tư vấn của SHS liên tục phát triển từ những doanh nghiệp có quy mô vốn vài chục tỷ đồng đến các tổng công ty, tập đoàn kinh tế với quy mô hàng nghìn tỷ đồng, nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước và những doanh nghiệp tư nhân có nền tảng cơ bản tốt,
có tiềm năng phát triển, có thương hiệu và uy tín trên thị trường đã trở thành khách hàng của SHS như Tổng Công ty Máy Động Lực và Nông Nghiệp Việt Nam, Tổng Công ty Vinaconex, VNPT, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, Lilama, Vinafor, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Vimico, v.v. Tổng Công ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam, gọi tắt là Vimcorp, trước đây là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công Thương. Năm 2014, chúng tôi đã phối hợp với SHS để triển khai cái quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Và trong cái thời gian phối hợp thì chúng tôi nhận thấy SHS có phương pháp làm việc rất là khoa học, có cái sự phối hợp rất là chặt chẽ với doanh nghiệp chúng tôi. SHS có một cái đội ngũ nhân viên tôi cho rằng rất chuyên nghiệp và tâm huyết, nhiệt tình. Ngoài cái việc mà tư vấn cho chúng tôi về cổ phần hóa thì SHS còn tư vấn chúng tôi nhiều các cái chương trình, các cái dự án tài chính khác. Và trong cái thời gian tới thì chúng tôi còn tiếp tục thoái vốn nhà nước tại tổng ty cũng như là tại các đơn vị, sẽ còn có nhiều dịp phối kết hợp với SHS. Và với cái cách làm việc như vậy, với cái đội ngũ nhân viên như vậy, tôi tin rằng SHS sẽ còn tiến xa hơn nữa. Xin cảm ơn. Kết quả như là một phần thưởng xứng đáng của những nỗ lực không ngừng nghỉ, SHS liên tiếp được trao tặng danh hiệu nhà tư vấn IPO tiêu biểu năm 2015, 2016, 2017. Giai đoạn này, tổng giá trị IPO và thoái vốn mà SHS đã thực hiện lên tới hơn 6.000 tỷ đồng, với các hợp đồng tiêu biểu như thoái vốn cho Bộ Giao thông Vận tải tại Vinamoto với tổng giá trị 1.250 tỷ đồng, thoái vốn cho Vinaconex tại Vinasupco, Vimeco và Vinaconex 9 với tổng giá trị hơn 1.200 tỷ đồng, thoái vốn cho VNPT tại 18 trên 25 đơn vị thành viên với tổng giá trị gần 600 tỷ đồng. Trong năm 2016, SHS không chỉ trở thành nhà tư vấn của thương vụ IPO lớn nhất năm, mà tổng giá trị IPO của các đơn vị do SHS tư vấn lên tới 2.325 tỷ đồng, bằng 51,79% giá trị IPO qua HNX và bằng 29,59% tổng giá trị IPO trên hai sàn giao dịch trong năm 2016. Với những thành quả đã đạt được trên các lĩnh vực hoạt động, kết quả kinh doanh của SHS đã tăng trưởng rất ấn tượng. Lợi nhuận trước thuế năm 2014 của SHS là 122 tỷ đồng, năm 2015 là 118 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm 2017 là 305,5 tỷ đồng, nâng mức tổng tài sản của SHS từ 3.173 tỷ đồng năm 2014 lên 4.518 tỷ đồng vào tháng 9 năm 2017. Bằng chuyên môn và bề dày kinh nghiệm của các cố vấn, chuyên gia đầu ngành, SHS tự tin khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng nhiều tên tuổi doanh nghiệp sớm ra mắt và đứng vững trên sàn chứng khoán Việt. Song song với nghiệp vụ tư vấn, nghiệp vụ môi giới cũng đem SHS đến gần với các nhóm khách hàng, đối tác trên sân chơi thị trường chứng khoán Việt Nam. Mảng nghiệp vụ môi giới chứng khoán mà SHS đang cung cấp cho khách hàng bao gồm nhiều dịch vụ liên quan, với tiêu chí lấy tăng trưởng giá trị tài sản ròng của khách hàng làm động lực, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và chất lượng tư vấn hướng đầu tư. Nhờ vào công nghệ hiện đại và trình độ quản lý rủi ro một cách hiệu quả, mỗi nhóm dịch vụ mà SHS cung cấp luôn được khách hàng đánh giá cao. Về thị phần môi giới chứng khoán tại cả hai sàn giao dịch HNX và HSX, SHS luôn đứng top đầu cụ thể qua các năm. Với những tín hiệu khả quan như vậy, SHS mong muốn trong tương lai gần có thể phát triển trở thành một trong những công ty môi giới hàng đầu Việt Nam, phấn đấu luôn nằm trong top 3 về thị phần môi giới. Với nghiệp vụ đầu tư, SHS luôn có một danh mục đầu tư rất hấp dẫn với những mã chứng khoán cơ bản, có nền tảng kinh doanh tốt, có khả năng bứt phá, chiến lược trước cơ hội để có lợi nhuận ngắn hạn, với một danh mục tài sản tăng trưởng bền vững dựa vào nguồn hàng từ M&A, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp, đã đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh chung của doanh nghiệp. Có thể nói là tư vấn tài chính đối với lại thị trường Việt Nam là một việc không hề dễ. Bởi vì thứ nhất là phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, đòi hỏi sự am hiểu rất nhiều. Cái thứ hai là phù hợp với thông lệ quốc tế, và đặc biệt cái thứ ba nó phải phù hợp với điều kiện thị trường của Việt Nam. Đòi hỏi của tư vấn không phải chỉ đưa ra được những phương án, mà cái quan trọng là đối với tư vấn là phải bảo vệ được cái phương án đó đối với lại các cơ quan hữu quan, đối với lại các cơ quan pháp luật,
và phải tư vấn được cho nhà đầu tư cũng như là tư vấn cho doanh nghiệp một cái phương án nó đảm bảo tính khả thi nhất khi mà thực hiện đến những cái bước giao dịch trên thị trường. Tuy nhiên thì trong suốt năm qua thì tôi thấy rằng SHS đã làm được vấn đề này, đặc biệt trong cái giai đoạn 2012-2015 khi mà Bộ Giao thông Vận tải thực hiện rất nhiều cái cổ phần hóa các cái doanh nghiệp nhà nước cũng như là thoái vốn cũng như là định giá các doanh nghiệp, thì tư vấn SHS là một trong tư vấn mà tôi đánh giá cao khi đã thực hiện được những việc này rất là đảm bảo được chất lượng cũng như là tiến độ, và đến nay thì các cái phương án tư vấn của SHS đều đã được tất cả các cơ quan ghi nhận và nó đã thành công trên thị trường. Về nghiệp vụ lưu ký và quản lý sổ cổ đông, SHS luôn là đơn vị có tầm nhìn bao quát và kiểm soát chuyên nghiệp, khoa học và hiệu quả. SHS được ghi nhận là thành viên tiêu biểu tại nhiều lĩnh vực như thành viên tiêu biểu trong hoạt động lưu ký chứng khoán năm 2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố, doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty tốt nhất HNX các năm 2015, 2016, 2017 do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố, 3 năm liền 2015, 2016 và 2017, SHS nằm trong top 50 doanh nghiệp có báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty tốt nhất do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá và bình chọn. Đây là kết quả của sự định hướng đúng đắn và tuân thủ triệt để các quy định của ban lãnh đạo công ty, trong đó SHS tập trung cho chất lượng tăng trưởng hơn là tốc độ tăng trưởng, chú trọng phát triển chiều sâu hơn là chiều rộng và lấy hiệu quả đầu tư của khách hàng làm thước đo đánh giá chất lượng của sản phẩm, dịch vụ mà SHS cung cấp. Trải qua một thập niên hình thành và phát triển với đội ngũ cán bộ công nhân viên dày dặn kinh nghiệm, sự hỗ trợ tối đa của các cổ đông sáng lập và các đối tác chiến lược, tiềm lực tài chính vững mạnh, cơ sở vật chất hạ tầng hiện đại cùng công nghệ tiên tiến, SHS đã phủ sóng hoạt động trên toàn quốc. Với mạng lưới liên kết rộng khắp, cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa dạng, đạt chuẩn chất lượng và mang lại hiệu quả thực sự cho khách hàng. Bám sát chiến lược hoạt động của SHS là một thành viên có trách nhiệm của nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam. Hoạt động tư vấn của SHS luôn đặt mục tiêu phục vụ cho chủ trương của nhà nước về tái cơ cấu nền kinh tế như cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước. Trong giai đoạn 2012-2016, các hoạt động cổ phần hóa, thoái vốn diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt và SHS tự hào là một trong những hạt nhân tích cực trong quá trình vận động đó. Với vai trò của một nhà tư vấn, SHS luôn đặt sự thành công của chính phủ lên hàng đầu trong từng thương vụ IPO thoái vốn. Trong quá trình thực hiện, một số thương vụ có tính chất đặc thù, phức tạp về nghiệp vụ, quy định về chi phí thực hiện chưa có, việc này có thể làm SHS không có hiệu quả. Nhưng SHS luôn sẵn sàng tham gia với quyết tâm cao nhất để hoàn tất quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp của nhà nước. Mỗi ngày đến SHS đối với tôi là một niềm vui. SHS là gia đình của tôi. Ba từ SHS rất thiêng liêng và là niềm tự hào của tôi. SHS là cuộc sống của tôi. Tôi yêu SHS. Chúng tôi là SHS. Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Hà Nội SHS đã trải qua quá trình 10 năm hình thành và phát triển. Thời gian 10 năm tuy chưa phải là dài, nhưng SHS đã khẳng định là một công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, cung cấp một lượng vốn rồi tư vấn cho các doanh nghiệp, các cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam để đạt được những thành tích và thành tựu trong 10 năm qua. Trước hết, đó là sự nỗ lực, cố gắng, tâm huyết của toàn thể cán bộ công nhân viên SHS, ban điều hành, hội đồng quản trị. Thứ hai, trong quá trình hoạt động, cái nền tảng cốt lõi của SHS đó là văn hóa và tính nhân văn, giàu tính nhân văn. Để đạt được cái thành tựu như ngày hôm nay trong 10 năm qua, cũng phải nhờ cái sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ trước hết là các quý vị cổ đông, các quý vị bạn hàng và đặc biệt là sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan quản lý. Cái thành tựu đạt được của SHS trong 10 năm qua, chúng tôi nghĩ rằng nó là sự khởi đầu của một cái thành công mới. Thời gian tới,
toàn thể cán bộ công nhân viên SHS, ban điều hành, hội đồng quản trị tiếp tục phát huy cái thế mạnh, cái thành tựu trong 10 năm qua. Đồng thời chúng ta phải đổi mới, sáng tạo, hướng tới các sản phẩm chứng khoán hiện đại, bao gồm cả các sản phẩm chứng khoán phái sinh, cung cấp đa dạng và tiện ích cho nền kinh tế, cũng như tích cực tham gia cái công cuộc tư vấn cấu trúc doanh nghiệp mà đang cổ phần hóa hay IPO. SHS chúng ta trong thời gian tới với mục tiêu tiếp tục nỗ lực không ngừng đưa SHS giữ vững là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, tiếp tục khẳng định cái vai trò vị trí của mình, đóng góp vào cái sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, của kinh tế đất nước. Nhân đây tôi cũng thay mặt hội đồng quản trị gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong đại gia đình SHS. Thay mặt SHS, tôi xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị cổ đông, khách hàng, các nhà đầu tư, các cơ quan quản lý. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Lấy sự hài lòng của khách hàng làm động lực để hoàn thiện, sáng tạo không ngừng để nâng cao chất lượng. Dùng chính trực làm nền tảng tạo những uy tín. Chuyên nghiệp trong từng hành động. Vững nội lực, vững